Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhân đạo và đời sống. Kính thưa quý vị và các bạn, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 với sứ mệnh kết nối dòng máu Việt. Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu lớn nhất Việt Nam, có sự tham gia của nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024, mới đây Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 400 cán bộ chiến sĩ công an. Được tổ chức từ năm 2013, Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt là chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất Việt Nam do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành phố tổ chức. Đây cũng là hoạt động trọng tâm của chiến dịch Những giọt máu hồng hè nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trên toàn quốc. Qua 11 năm tổ chức, với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân, chương trình đã nhận được trên 815.000 đơn vị máu, góp phần đem lại sự sống cho hàng trăm ngàn người bệnh trên khắp cả nước. Chương trình còn xây dựng được một mạng lưới lớn người hiến máu tình nguyện, góp phần thay đổi nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện. Cũng như các năm trước, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7, có sự tham gia của 51 tỉnh thành phố. Đây cũng là năm có số địa phương đăng ký tham gia đông nhất. Chương trình dự kiến sẽ tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, góp phần giúp ngành y tế đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận được gần 55.000 đơn vị máu. Số đơn vị máu tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trực tiếp tham gia hiến máu nhiều lần và vận động bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ năm 2024, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện. Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa nhân văn cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Để hưởng ứng Hành trình đỏ năm 2024, với ý nghĩa là tạo một cái nguồn dự trữ máu để trong cái dịp hè để điều trị cấp cứu kịp thời cho người bệnh cả nước nói chung và riêng tỉnh Bạc Liêu là nói riêng. Thì năm nay là năm thứ ba Bạc Liêu đã triển khai thực hiện cái hưởng ứng Hành trình đỏ tại Bạc Liêu, thì cũng rất được nhiều người tham gia hưởng ứng, và đặc biệt là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã tham gia rất tích cực trong cái phong trào hiến máu này. Năm nay là triển khai cái Hành trình đỏ là từ bắt đầu bóng 6, thì Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh cũng có kế hoạch vận động cụ thể và chỉ tiêu, thì trong từ 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024 thì dự kiến là 2.000 đơn vị máu. Thì trong cái ngày diễn ra cái ngày hội hiến máu là hưởng ứng Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 thì dự kiến chỉ tiêu đề ra là mình sẽ hiến 500 đơn vị máu, thì và sau đó các cái đơn vị còn lại thì mình hiến từ ngày 6 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 7 thì dự kiến sẽ 1.500 đơn vị máu nữa. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024, hơn 400 cán bộ chiến sĩ Đoàn Viên Thanh niên các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu đã hăng hái tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo Hành trình đỏ giọt hồng nhân ái do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ và Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức, với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, luôn yêu thương và sẻ chia. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Từ nguồn máu hiến của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân, góp phần giúp ngành y tế đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, rất đông cán bộ chiến sĩ Đoàn Viên Thanh niên đã đến đăng ký tình nguyện hiến máu. Ngay trong buổi sáng diễn ra chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 300 đơn vị máu. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ Đoàn Viên Thanh niên Công an tỉnh
phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chung tay góp sức cùng cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân. Ban thanh niên cũng như là ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hàng máu sống công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Cần Thơ tổ chức cái hoạt động hiến máu tình nguyện hưởng ứng cái hành trình đỏ cho Hội chữ thập đỏ Trung ương phát động. Thì qua đây thì trong đợt hiến máu lần này thì lực lượng cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh đăng ký tham gia với gần 400 đơn vị máu. Thì qua đó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh đối với cộng đồng cũng như thể hiện cái nghĩa cử cao đẹp về cuộc sống cộng đồng. Và sắp tới thì ban thanh niên công an tỉnh cũng như là ban chủ nhiệm câu lạc bộ Ngân hàng máu sống sẽ tiếp tục tham mưu các hoạt động, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trong công an tỉnh và tham gia các hoạt động do ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động, cũng như là sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ người thân tham gia tích cực hoạt động hiến máu tình nguyện. Trong số đoàn viên thanh niên công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện dịp này có rất nhiều cán bộ chiến sĩ thường xuyên tham gia hiến máu, bởi với họ hiến máu là niềm hạnh phúc, bởi những giọt máu cho đi đã cứu sống bao cuộc đời ở lại. Điển hình như thượng úy Nguyễn Nhật Vi, công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bạc Liêu, đã 12 lần tham gia hiến máu tình nguyện và anh luôn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình để cứu giúp nhiều người bệnh hiểm nghèo. Đây là hiến máu lần thứ 12 của em. Đối với bản thân em là một đảng viên sinh hoạt đoàn thì em nhận thấy đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và có giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc. Thì thông qua hoạt động này thì em cũng mong muốn là hoạt động này sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên và rộng rãi hơn nữa. Trong thời gian tới thì em sẽ tiếp tục là tham gia các hoạt động này và cũng như là kêu gọi người thân mình là cùng nhau là tiếp tục duy trì cũng như là tình nguyện hiến máu. Cũng như thượng úy Nguyễn Nhật Vi, thượng úy Dương Minh Nhật hiện là cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bạc Liêu, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện từ khi còn là sinh viên. Đến nay anh đã hiến máu được hơn 10 lần. Theo lời anh chia sẻ thì bản thân anh coi việc hiến máu như một việc làm hoàn toàn bình thường và cảm thấy hạnh phúc khi làm được một công việc ý nghĩa nhân văn như thế này. Hưởng ứng chương trình hiến máu của quốc gia là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại thì nhân dịp kỷ niệm hưởng ứng lễ ra quân cao điểm tình nguyện hè của ban thanh niên công an tỉnh Bạc Liêu phát động thì đến với buổi phát động ngày hôm nay thì tôi cũng đăng ký hiến máu. Thì trong quá trình khi tôi đã nhận thức rõ đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhân đạo, nên là từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trên giảng đường còn thời lúc còn sinh viên thì tôi đã tham gia nhiều lần rất nhiều hoạt động hiến máu nhân đạo. Thời gian qua bản thân tôi cũng như các đồng chí đồng đội là đã hưởng ứng cái chương trình hành trình đỏ. Thì theo tôi được biết là hành trình đỏ này là hành trình xuyên suốt từ trên cả nước, thì tôi cũng có theo dõi qua các nhiều hoạt động là nhiều các đơn vị khác thì cũng đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng hoạt động. Thì đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân đạo, thì thiết nghĩ là các đoàn viên thanh niên của công an nhân dân nói chung và các bạn đoàn viên thanh niên ở ngoài lực lượng vũ trang thì nên hưởng ứng để tạo ra những cái cơ hội, những cái trao đi những cái cơ hội để cho những người bệnh nhân cần hơn để có thể họ giữ lại cuộc đời của mình. Với mong muốn nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về vai trò ý nghĩa nhân văn của công tác hiến máu tình nguyện với sức khỏe cộng đồng, từ đó chủ động nguồn máu, bảo đảm kịp thời hỗ trợ đồng chí, đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ và cứu người bệnh lúc nguy cấp. Từ năm 2022, đoàn thanh niên công an tỉnh còn thành lập câu lạc bộ Ngân hàng máu sống với hơn 300 thành viên, trong đó nòng cốt là cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ trong công an tỉnh. Câu lạc bộ hoạt động với tinh thần tự nguyện, sẵn sàng hiến máu, tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia. Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống công an tỉnh được thành lập vào năm 2022 với hơn 300 thành viên đăng ký tham gia. Thì trong thời gian qua thì được sự quan tâm của đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, ban chủ nhiệm của câu lạc bộ Ngân hàng máu sống cũng đã tích cực tham mưu các hoạt động cũng như là tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia các hoạt động hiến máu trong công an tỉnh. Qua đó mỗi năm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện gần từ 800 đến 1.000 đơn vị máu đóng góp vào cái kho dự trữ máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Trong thời gian tới thì với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ Ngân hàng máu sống công an tỉnh thì bản thân cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trong công an tỉnh cũng như là vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người thân gia đình
tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện. Là người chiến sĩ công an dân thì bản thân tôi thì sẽ luôn là tình nguyện, luôn có nhận thức được là trách nhiệm tình nguyện chia sẻ những cái giọt máu của mình để mà đóng góp một phần cũng như là chung tay cùng với cộng đồng và những cái ngân hàng máu sống để mà giúp đỡ những bệnh nhân đang cần những giọt máu quý hiếm để mà vượt qua cái thời khắc nguy hiểm, tiếp tục duy trì sự sống. Bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ sẽ là một tấm gương để mà tuyên truyền đến người dân, để mà người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình Hành Trình Đỏ, để mà cùng chung tay đóng góp cùng với cộng đồng để chia sẻ những giọt máu quý hiếm đến cho những người cần nó. Dạ, đây là lần thứ hai em tham gia hiến máu. Đây là hoạt động do cơ quan của em tổ chức thường xuyên. Em thấy là đây là một việc làm rất là có ý nghĩa của cơ quan em để cho những cái bạn trẻ có sức khỏe để có thể gọi là cống hiến hết sức mình và có thể góp một lượng máu nhỏ nhỏ vào góp phần vào giúp đỡ những người mà bị thiếu máu hoặc là những nạn nhân bị tai nạn. Em có đăng các bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi người thân và bạn bè của em là tham gia các hoạt động hiến máu bởi vì em thấy đây là rất là ý nghĩa. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Nhiều năm qua, Thiếu tá Sử Thành Hưng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện về cộng đồng. Đến nay, anh tham gia hiến máu được hơn 25 lần và cho biết sẽ tiếp tục hiến máu khi đơn vị phát động. Vào ngành từ năm 2005 đến nay, thì nhìn chung tất cả các phong trào của tỉnh hay công an tỉnh đưa ra thì tôi sẵn sàng luôn thực hiện. Nhất là trong phong trào hiến máu nhân đạo, đó là một cái cử chỉ cao đẹp để chúng ta giúp đến những người cần, khi mà người ta cần thiết đến những cái giọt máu để cứu người thì mình luôn sẵn sàng, mình là lực lượng cảnh sát nhân dân thì chúng ta lên hàng đầu là giúp đỡ nhân dân là chính, nên không ngừng học tập và rèn luyện cái bản thân mình là luôn nêu cao tinh thần là ý chí để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong thời gian tới thì tôi sẽ luôn sẵn sàng, bị tôi đã tham gia cái câu lạc bộ ngân hàng máu sống của công an tỉnh thì nên là chúng ta khi cần thiết thì phát động cái phong trào thì luôn sẵn sàng tham gia tích cực tất cả các hoạt động đối với phong trào hiến máu nhân đạo của tỉnh nói chung và công an tỉnh Bạc Liêu nói riêng, thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an của chúng ta là tích cực tham gia. Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, sự yêu thương san sẻ giữa con người với nhau và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cùng sự nỗ lực của các ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh, tin rằng phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần tô đẹp thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Nhân đạo và đời sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.